Tôi mê cậu được tri tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mít đến thầy. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy. Dạ, kính lễ Sư Trí Đức, dạ, thân chào tất cả quý vị. Rồi, nay chúng ta tiếp tục ha. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tóm Tắt. Arahant Sammasambuddho Bhagavabuddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādhayami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassami Suppatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghaṃ Namāmi Sammāsambuddhaṃ Matulaṃ Sassadhammakanuttamaṃ Abhivādhayatthā Sissaṃ Abhidhammaṃ Sanghaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vị diệu pháp. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sanh Thế. Xin chào tất cả quý vị. Chúc cô Nhật Quỳnh chuẩn bị bài Bali cho đọc lại bài Bali tiếp nha. Đọc Bali lại ha. Thì mời tất cả quý vị cùng quan hỷ để mà lên đọc Bali. Hôm nay thấy có cô Thiền Vũ này, không biết phải cô Thiền Vũ gặp bên Cali không ta? Có phải không? Cho biết coi. Đúng hả? Ok, xa thử. Cũng có duyên gặp bên Cali ha. Rồi, giờ mời cô Nhật Quỳnh mới bài, xin mời tất cả quý vị. Giáo cho con. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức quý bà cô tu nữ, và dạ, con kính đảnh lễ thầy. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng, và dạ, con xin đọc ở phần Bali hôm nay ạ. Samuchaya Sangha Vipha-go, những phân loại theo Abhidhamma. Đoạt sát tati vi tha vut tha vat thu tham ma sa lắc ca 72 pháp, một là tâm, năm cộng 52 tâm sở, cộng 18 sắc thực tính, cộng một niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala Sangaho, Mitsaka Sangaho, Bodhipakkhiya Sangaho, Sapa Sangaho, Chati Samuchaya Sangaho, Chattopitho Vedi Tappo. Toát yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn. Toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp hỗn hợp, toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh. Ca thằng Akusala Sangha Hề Tà Quá Chắc Tà Rô A Sa Hòa Ca Ma Sa Hồ Pha Hòa Sa Hồ Đích Thà Sa Hồ A Quýt Trà Sa Hồ. Như thế nào để khởi đầu trong toát yếu những pháp bất thiện có bốn hoặc lậu?
một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh, vô minh lậu. Vậy con đã đọc xong đoạn một. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bớt bài. Cảm ơn thầy. Cảm ơn đạo tràng. Con xin nhận mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tiêu nữ. Dạ, kính chào thầy kinh. Kính chào các anh đạo tràng tiếp. Đoạn 2. Chất ta rô ô kha ca mô khô phá vô hô đít thô khô a quýt chô khô. Có 4 bộc lưu: 1 dục bộc, 2 hữu bộc, 3 kiến bộc, 4 vô minh bộc. Chất ta rô yô ga ca ma yô vô phá hoa yô vô đít thi yô vô a quýt chà vô vô. Có 4 trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chất tà rô gần thà a bà ca gần thô và bà đô ca gia gần thô si lắp bà ta bà ra mà sô ca gia gần thô y đằng sách chà phi ni huệ sô ca gia gần thô. Có 4 thắt chặt: tứ phược, tham dục, tham ái thân phược. 2. Thắt chặt vào oán ghét, sân độc thân phược. 3. Thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ thân phược. 4. Thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Ta ro u ba da na ka mu ba da ba da nang si lap ba tu ba da nang at ta wa du ba da nang. Có 4 chấp thủ: tứ thủ, 1 dục thủ, 2 kiến thủ, 3 giới cấm thủ và 4 ngã chấp thủ. Chan ni wa ra na ni ka ma chan da ni wa ra nang và bà đa ni qua ra nặng thì namit tha ni qua ra nặng út thách cha cúc cúc chân chân ni qua ra nặng quy chích kích cha ni qua ra nặng a quyết cha ni qua ra nặng. Có 6 triền cái chướng ngại: 1 tham dục cái, 2 sân độc cái, 3 hôn thủy cái, 4 trạo hối quá cái, 5 hoài nghi cái và 6 vô minh cái. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh thầy. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Xin phép được đọc tiếp. Đoạn 3. Satta nusaya kamara ga nusayo phakavara ga nusayo patika sa nusayo mana nusayo tintha nusayo Vichikiccha nusayo, avichcha nusayo. Có 7 tùy miên, tâm tánh ngủ ngầm. Ái dục tùy miên. 2. Ái hữu tùy miên. 3. Phận uất tùy miên. 4. Ngã mạn tùy miên. 5. Tà kiến tùy miên. 6. Hoài nghi tùy miên. Và 7. Vô minh tùy miên. Tassasang yo cha na ni ka ma ra ga sang yo cha nang ru pa ra ga sang yo cha nang a ru pa ra ga sang yo cha nang pa tik kha sang yo cha nang ma na sang yo cha nang tin thi sang yo cha nang
Si lắp pa ta pa ra na sa nhận sẵn dù cha năng vi kích chín cha sẵn dù cha năng út tha cha sẵn dù cha năng a quýt cha sẵn dù cha năng xuất tàn tê. Theo kinh tạng có 10 thần thúc truyền dây trói buộc. 1. Ái dục truyền. 2. Ái sắc truyền. 3. Ái sắc vô sắc. Ái vô sắc truyền. 4. Vọng ức truyền. 5. Ngã mạn truyền. 6. Tà kiến truyền. 7. Giới cấm thủ truyền. 8. Hoài nghi truyền. 9. Phóng dật truyền. Và 10. Vô minh truyền. Dạ con đã đọc xong. Con kính tri ân ngài thầy và quý bà quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời cô Hồng Mai. Dạ con kính lên lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lên lễ Sư Trí Đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Apaka nidassa sangyo jana nikama gaya sang sa yo janang phawa gaya sam ni yo janang patika samyo janang mana samyo janang ditthi sang nyo cha nang sin la ba ta pa ra ma sa sam nyo cha nang vi kit cha sam nyo cha nang is sa sam nyo cha nang mat cha ri ya sa nyo cha nang a vi cha sam nyo cha nang a vi tham me. Theo vi diệu pháp Abhidhamma có 10 thắng thúc dây trói buộc khác. 1. Luyến ái theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. Sang tham. Và 10. Vô minh. Dasakile sa lo pho do so mo ho ma no dip thi vichikicca thi năng uthak chẳng a hi ri cần anot tap tăng có 10 ô nhiễm phiền não. 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Phóng dật. 9. Không hổ thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. À sa wa di su pa ne tha ka ma sa wa na ma na me na pa ba tu ka tang ha a thi te ta si la pa 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 ra ma so i đăng sắc cha phi ni we so a ta wa du pa da năng cha ta tha pa wa tang di ti ga ta me wa ta vu cha ti. Nơi đây, trong sự phân loại các ô nhiễm, vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, cả hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó, cùng thế ấy, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trường cũ, chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ, con đọc xong. Kính chư ân thực kinh, cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Còn thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Kim Metta, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Kim Nhung, Kim Nhật Bình biết được tín hiệu.
Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính Nhật Quỳnh kính mời quý vị có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. À. Dạ, trong khi chờ đợi Nhật Quỳnh xin được trả bài ạ. À. Dạ, Nhật. Dạ, kính chào Thái Kinh. Dạ, Nhật Quỳnh xin được phép trả bài câu số 1. Dạ, kính mời chị Hai, chị Hai Thi ạ. À. Samut Chaya Sangaha Vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Đo sát tati vi tha vút ta vát thu thẩm ma sa lát khá na tê sang đa ni giá tha dô găng ba quát khá mi sam vút cha dân. 72 pháp 1 tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sang, akusala sangha ho misak sangha ho bo thi bát ki ya sangha ho sap ba sangha ho cha ti cha mut cha ya sangha ho cha tu cha tu bi thờ về đi tập bồ. Tất yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn. Tất yếu những loại bất thiện pháp, tất yếu những loại pháp hỗn hợp, tất yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, tất yếu những pháp linh tinh. Ca thần akusala sangha hê ta quá chát ta rô a sa hoa ca ma sa vô phá hoa sa vô địch thà sa vô avicca sa vô. Như thế nào để khởi đầu trong tất yếu những loại pháp bất thiện có bốn mặt lậu? Một, tham dục dục lậu. Hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh, vô minh lậu. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh đã tra bài hết động 1. Dạ, có vị nào đưa bàn tay xinh đẹp mình lên không? Dạ, nếu chưa có, Nhật Quỳnh xin đọc tiếp đoạn 2 ạ. Dạ, giờ còn rất là sớm. Dạ, theo ý thầy, sao thầy? Thầy cho Nhật Quỳnh đọc tiếp đoạn 2, hay là thầy lên cho các câu thảo luận như thế nào, hãy cho xin Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, xin thầy cho ý kiến ạ. Mời tiếp, dạ mời tiếp, mà giờ chưa có bàn tay vị nào. Dạ, Nhật Quỳnh xin đọc đoạn 2. Quý vị chuẩn bị tinh thần nha, nếu không có người mới đưa tay thì kính mời chị Meta tiếp tục đọc đoạn 3 nha chị Meta. À, có Thiên Vũ hả? Rồi thôi mời Thiên Vũ đi. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào thầy Kinh, con xin kính chào quý đạo hữu. Chị ơi, như vậy là bây giờ em đọc đoạn 2 hay là em đọc đoạn 3 à? Em mới chạy về, mới lái xe về. Dạ, con xin đọc đoạn 2 của bài ngày hôm nay ạ. Chát ta rô ô kha ca mô khô phá vô khô đít thi ô khô Awit cho ho. Có bốn bậc lưu: một, dục bậc; hai, hữu bậc; ba, kiến bậc; bốn, vô minh bậc. Chattaro oga kamayo
Avijja Yoga có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, minh kết. Chattaro Gandha Avijja Kaya Gandho Vapado Kaya Gandho Silapatapa Vamaso Kaya Gandho Idang Sakya Viniweso Kaya Gandho. Có bốn thắt chặt tứ phược. Một, thắt chặt vào tham lục, tham ái thân phược. Hai, thắt chặt vào oán ghét, sân độc thân phược. Ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, đối thủ thân phược. Bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Chattaro upadana kha mupha đa năng biết thu phà đa năng si lát bát thu phà đa năng át ta hòa thu phà đa năng. Có bốn chấp thủ tứ thủ: một, dục thủ; hai, kiến thủ; ba, giới cấm thủ; và bốn, ngã chấp thủ. Cha ni qua ra na ni ca mát chan đa ni qua ra năng qua phà đa ni qua ra năng thì nam mít tha ni qua ra năng út tháp chắc khúc quốc chân ni qua ra năng quy chi kích cha ni qua ra năng ao ích cha ni qua ra năng. Có sáu thiền cái chướng ngại: một, tham dục cái; hai, sân độc cái; ba, hôn thụy cái; bốn, trạo hối cái; năm, hoài nghi cái; và sáu, vô minh cái. Dạ con đã đọc bài xong, con sai con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Alo, alo ạ. Dạ, con xin được đọc tiếp ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhược Huỳnh, cảm ơn Thịnh Vũ, cảm ơn chị Meta cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc tiếp đoạn 3. Satta nusaya kamara ga nusaya nusayo Pahvaraga nusayo batiha nusayo mana nusayo ditha nusayo vichikicca nusayo avicca nusayo. Có bảy tùy miên, tiềm miên, tâm tánh ngủ ngầm. Một, ái dục tùy miên. Hai, ái hữu tùy miên. Miên, 4. Ngã mạn tùy miên. 5. Tà kiến tùy miên. 6. Hoài nghi tùy miên. Đa sa sang yo chan na 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 ga sang yo chan rupa ra ga sang yo chan nang arupa ra ga sang yo chan nang Patika sang yo cha nang mana sang yo cha nang ditti sang yo cha nang silapatthaparama sang sang yo cha nang vichikicchang yo cha nang utthaccha sang yo nang cha sang yo cha nang suttante. Theo kinh tạng có 10 thành thúc: triền, ái dục triền; hai, ái sắc; ba, ái vô sắc; bốn, phẫn uất triền; năm, ngã mạn triền; sáu, tà kiến triền; bảy, giới cấm thủ triền; tám, hoài nghi triền; chín, phóng dật triền; và mười, vô minh triền.
Theo kinh tạng có 10 thằng thúc: triền, dây trói buộc; 1. Ái dục triền; 2. Ái sắc triền; 3. Ái vô sắc triền; 4. Phẫn uất triền; 5. Ngã mạn triền; 6. Tà kiến triền; 7. Giới cấm thủ triền; 8. Hoài triền; 9. Phóng dật triền; vô minh triền. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con cảm ơn Đạo Tràng đã cho con biết tín hiệu. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, con xin phép được đọc bài ạ. Apara Nidasa Sanyo Chana Nika Mara Gassan yo chanang Fawara gassan yo chanang Patihasan yo chanang Manasan yo chanang Dithisan yo chanang Silapata Parama Sasan yo chanang Vichikicha san yo chanang Issa san yo chanang Macchari yasang yo chanang, avijja sang yo chanang, avithamme. Theo vi diệu pháp avithamma, có 10 thằng thúc dây trói buộc khác: 1. Luyến ái duyên theo dục lạc; 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn; 3. Sân hận; 4. Ngã mạn; 5. Tà kiến; 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm; 7. Hoài nghi; 8. Ganh tị; 9. Sang tham; và 10. Vô minh. Đa xá ký lê xà lô phô đô sô mô hô ma nô đít thí vi chí kích trà thi năng út thạc trần a hí rí cần a nó tắp bằng. Có 10 ô nhiễm phiền não: 1. Tham ái; 2. Sân hận; 3. Si mê; 4. Ngã mạn; 5. Tà kiến; 6. Hoài nghi; 7. Hôn trầm; 8. Phóng dật; 9. Không hổ thẹn tội lỗi; và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. Asawadi supanethaka mafawa namena tapatuka tanha athipeta silapatapara maso idang sakcha finiweso Attawa dupadanang chatatha pavattang dithigatame vapavuccati. Nơi đây, trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó. Cùng thế ấy, chấp thụ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, và thủ thuyết linh hồn trường cửu chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ thưa, con đã đọc xong. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con xin phép được xuống mic. Con kính nhân mic lại cho Đạo Tràng ạ.
Dạ, sa thú kính cảm ơn Châu Nguyễn. Nam Mô Bích Tha Giá, và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Trung Đức. Nhật Bình kính chào thầy kinh, Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Bình thấy chị Hai Chi chưa có ôn bài, chị có thể ôn bài không chị? Nếu chị có thể ôn bài, kính mời bàn tay của chị ạ. À. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, thưa thầy, không có vị nào đưa bàn tay nữa. Dạ, Nhật Bình thay mặt đạo tràng thỉnh thầy ạ, à, đăng đàn trở lại để điều hòa chương trình học ngày hôm nay. Dạ, Nhật Bình kính thỉnh thầy ạ. Dạ, mô thà giá, mô thầm mà giá, mô thầm mà giá. Sao nay ít người đọc vậy? Còn ai nữa ba? À, cũng chưa đọc mà. Thì gì nữa? Thì nào đọc rồi hả? Rồi, ai không hề đọc nữa ha. Hạn chế ha. Cô Nhật Quỳnh ế. Cô Nhật Quỳnh ế. Rồi, bây giờ mình vô và câu hỏi nó vui cho nó mấy phần phấn khởi lại ha. Rồi, bây giờ ai làm MC, ai làm thư ký đây? Alo, cô Châu Nguyễn phải không? Rồi, câu số 1. Đây này, ôn bài nha. Rồi, câu hỏi ôn bài luôn ha. Câu số 1. Cảnh lớn xuất hiện trước mắt. Cảnh lớn xuất hiện trước mắt. Là cảnh gì? Và sự diễn tiến ra sao? Cảnh lớn xuất hiện trước mắt là cảnh gì? Và sự diễn tiến ra sao? Oh, dễ ội ha. Quá dễ luôn. Rồi giờ kêu bài đây nha. Nó xuất hiện trước mắt là cảnh gì? Và sự diễn tiến ra sao? Thôi giờ mời cô Nhật Quỳnh lên réo đi. Cô Nhật Quỳnh réo đi cho nó lên chút xíu ha. Mời con. Dạ, thầy ra lệnh thì Nhật Quỳnh làm chứ. Nhật Quỳnh thấy thầy là đang cầm mít còn thầy không réo giùm. Thực sự kính thưa đạo tràng, sức khỏe Nhật Quỳnh hôm nay nó bị Covid, thuốc Covid nó hành, nói không nổi luôn đó. Nhưng mà giờ thầy kêu thì phải làm thôi, tại vì Nhật Quỳnh chích mũi 3 nên nó hành. Dạ. Thời thì bây giờ Nhật Quỳnh làm theo lệnh thầy. Và quý vị thương Nhật Quỳnh thì nhớ là Nhật Quỳnh mời vị nào thì xin đưa bàn tay nha. Châu Nguyễn hết câu hỏi lại Châu Nguyễn. Giúp đỡ Nhật Quỳnh nha quý vị. Dạ, để Nhật Quỳnh coi vị nào. Dạ, con thành kính lãnh lễ để Đức Pháp Trang vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Bây giờ chị Nhật Quỳnh mời chị Meta. Chị Meta ơi, chị Meta có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Chị Meta rất là tiến bộ. Chị Meta xung phong đi, để sai đúng gì thì cũng tốt hết. Lý do để đạo tràng từ cái sai thì hoặc đúng của chị thì để học hỏi thêm. Dạ, kính mời chị Meta. Chị Meta ơi, chị Meta đâu rồi? Đưa bàn tay lên giùm Nhật Quỳnh đi. Dạ, dạ xa thú kính cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã lưu ý đến Meta. Dạ, trước hết thì con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào Thầy. Con kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ, cái bài này nó cũng hơi lâu rồi, chắc con cũng không biết con còn nhớ không. Dạ, cho con chút xíu. Dạ, ở đây cái câu hỏi là cảnh lớn xuất hiện trước mắt là cảnh gì? Dạ, cảnh lớn mà xuất hiện trước mắt là cảnh ngủ, tất nhiên thuộc cái cảnh cảnh sắc. Và sự diễn tiến ra sao? Và khi mà có cái cảnh nó xuất hiện trước mắt thì tâm kháng ngũ môn sanh lên. Và con nhớ thì sao? Con nói vậy chứ lâu quá rồi. Và tâm kháng ngũ môn sanh lên, đưa tâm về cái cảnh đó. Và tiếp theo là nhãn thức sanh lên, tâm nhãn thức sanh lên, rồi sau đó là tâm tiếp thâu sanh lên, rồi tâm quan sát sanh lên, tâm đoán định sanh lên. Và kế tiếp là bảy động lực. Và cảnh lớn xuất hiện trước mắt diễn tiến ra sao? Và thì đến bảy động lực. Nhưng mà cảnh này là chỉ là cảnh lớn thôi, cho nên không có là cảnh. Tại vì khi nào mà cảnh ngủ mà cảnh rất lớn thì mới có là cảnh, còn cảnh lớn thì không có là cảnh. Và sau đó thì tâm tiếp theo là hộ kiếp sẽ sanh lên. Dạ, con chỉ hiểu được bao nhiêu đó thôi thầy. Dạ, con không biết có đúng sai chỗ nào, lâu quá con cũng quên rồi. Dạ, con chỉ nhớ được vậy. Dạ, con xin trả mic lại cho thầy ạ. Rồi, alo. Đúng không quý vị? Đúng không quý vị ơi? Alo. Đúng thì cho bông hoa lên, không đúng thì cho cái khác. Đúng không? Rồi, xà thủ, cô mới ta, xà thủ. 10 điểm. Quá giỏi rồi, con nắm được như là quá giỏi. Rồi, sao đúng không? Rồi, câu số 2. Số 2. Trong lộ ngũ môn, trong lộ ngũ môn, sự xúc chạm cảnh vào cái gì đầu tiên? Rồi, câu 2 dễ nữa ha. Trong lộ ngũ môn, sự xúc chạm cảnh vào cái gì đầu tiên?
và khi cảnh nó tranh lên, nó xúc chạm đi vào trong nhận thức thì nó đụng vào cái gì đầu tiên. Rồi mời cô Nhật Quỳnh lên réo gọi tiếp nha. Gọi cho Linh giống như nãy nha, ta lên lấy 10 điểm nha. Rồi xin mời. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, con thành kính lãnh lễ đại đức tùy đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, sa thú kính cảm ơn chị Metta. Nhật Quỳnh mời chị mở hàng rất là hoan hỷ. Nhật Quỳnh cô không kịp tặng hoa, mong chị hoan hỷ cho Nhật Quỳnh nha. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, để Nhật Quỳnh đọc lại câu hỏi. Trong lộ ngũ môn, sự xúc chạm cảnh nào? Cái gì đầu tiên? Châu Nguyễn muốn tài lại. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Câu số 2. Trong lộ ngũ môn, sự xúc chạm cảnh nào? Trong lộ ngũ môn, sự xúc chạm cảnh vào cái gì đầu tiên? Dạ, Nhật Quỳnh. Bây giờ thì mời Kim Nhung. Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung đang có ở trước máy. Mà Kim Nhung là một vị học viên dục học rất là giỏi. Nên mời Kim Nhung nha. Mời Kim Nhung trả lời câu số 2. Alo, mời Kim Nhung nha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Trí Đức Sư Pháp Trang. Con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Kính chào thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, câu hỏi 2. Trong lộ ngũ môn, sự xúc chạm cảnh vào cái gì đầu tiên? Dạ, trong lộ ngũ môn thì cảnh đi vào xúc chạm đầu tiên là sắc na sinh của tâm hộ kiếp vừa qua. Dạ, và cũng đồng thời là sanh với hộ kiếp vừa qua. Dạ, đó là câu trả lời của con. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, con xin thầy sửa chỉnh sửa. Đúng không quý vị? Đúng không quý vị ơi? Suy nghĩ, ai em suy nghĩ. cho lên lần nữa, cho ai lên bổ túc. Mày trúng được phần nữa rồi. Trúng được phần nữa rồi nha. Ai lên bổ túc đi, ai lên. Hà lên coi bổ túc, bổ túc thêm lấy được 5 điểm nữa. Cô Nhung lấy 5 điểm, Hà lấy 5 điểm. Rồi mời. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha. Dạ, con kính ảnh lễ Ngài Trí Đức, Trí Tôn Đức Tăng con. Chào thầy kinh và đạo tràng. Dạ, con đọc lại câu hỏi. Trong lộ ngũ môn, sự xúc chạm cảnh vào cái gì đầu tiên? Thì thường trong các cái lộ ngũ môn á, thì sự xúc chạm đầu tiên là phải là thần kinh, các thần kinh giác như nhãn, nhĩ, tỷ thiệt. Thì đó là những cái thần kinh mà nó cùng xuất hiện với lại cái hữu phần vừa qua. Thì cái đó là công bố tốt, không biết có đúng không thầy chỉnh sửa đó. Sao hay ta, sao biết hay ta. Rồi, cái xúc chạm đầu tiên là cảnh đi vào, nó chạm vào hệ thần kinh trước rồi nó mới vô hộ kiếp vừa qua, chứ đâu có đi vô liền được ha. Nó chạy qua cửa đó nó mới vô trong kia. Tức là hệ thần kinh trước mới chạm vô hộ kiếp vừa qua. Rồi, xa đó của mỗi người 5 điểm và 10 điểm ha. Giỏi quá, ai cũng giỏi quá, xa đó. Được chưa? Có gì nắm được không? Alo. Nắm được cho qua câu số 3 ha. Câu số 3. Vô minh duyên hành. Vô minh duyên hành phải có bao nhiêu hành và tại sao?
Rồi, câu này cũng học rồi hết ha. Rồi, mời cô Nhật Quỳnh làm việc nha. Dạ, cảm ơn thầy. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính lễ thị kinh Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, thiệt thầy cảm mít thầy không mời luôn. Để cho Nhật Quỳnh trốn được một chút. Dạ, con xin đọc câu số 3. Vô minh duyên hành, có bao nhiêu hành và tại sao? Vô minh duyên hành, có bao nhiêu hành và tại sao? Dạ, Nhật Quỳnh đọc hai lần rồi. Nhật Quỳnh mời Xích Thiên Vũ. Thiên Vũ ơi, đưa bàn tay của mình lên Thiên Vũ. Dạ, mời Thiên Vũ nghe. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Thưa thầy, vô minh duyên hành thì con thấy có ba hành là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Phúc hành đó là khi vô minh ngủ ngầm thì người ta vẫn có những cái hành thiện gây ra để đưa đến những cái quả vui, quả lành, nhưng thực ra nó vẫn là có vô minh ngủ ngầm trong đó. Còn vô minh dẫn đến hành mà các cái hành động bất thiện thì gọi là phi phúc hành, thì nó sẽ gây ra những cái nghiệp xấu, dẫn đến những cái quả đau khổ buồn, thì nó cũng cái chính của nó là vô minh. Rồi bất động hành là con thấy ở, con không có nhớ rõ, nhưng con thấy ở cõi vô tưởng đó thì không có sắc nên người ta chỉ có danh thôi, nên cái vô minh tiềm ẩn này thì nó chỉ gây ra cái bất động hành. Dạ, con có sai, con xin thầy sửa cho con ạ. Xà thú, xà thú, nhưng mà cõi vô sắc chứ không phải cõi vô tưởng nha. Nói lộn nha, quýu nói lộn. Cõi vô sắc. Rồi, à, bây giờ để coi ai lên kể ra, liệt kê ra phi phúc hành, bất động hành là những loại tâm nào đó. Bây giờ mời coi mời ai đây. Mời Hồng Mai, à, Hồng Mai lâu quá, không thấy tiếng tâm gì. Mời cô Hồng Mai, kể ra ba cái hành đó coi. Cô Hồng Mai đó là do ta lên. Rồi, xin mời cô. Thầy hỏi câu hỏi khó cho học trò dốt là chết rồi thầy ơi. Dạ, thì phi phúc hành là ở phía phía xanh, thì tâm sở tư phối hợp cùng các tâm sở tương ương đồng sanh khởi trong một trong 12 tâm bất thiện xui khiến. Một tâm sanh lên thì có tâm sở đồng tương ứng sanh lên, như thân là sát sanh, trộm cắp, khẩu là nói dối, nói ly gián, nói độc ác, tâm tham lam, sân hận, vân vân. Còn phúc hành là tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh, một trong 8 tâm thiện dục giới, 8 thiện dục giới, 5 thiện sắc giới, và sẽ tạo ra các tâm quả thiện dục giới, tâm quả thiện sắc giới và sắc nghiệp thiện. Còn bất động hành là tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh, một trong 4 tâm thiện vô sắc giới, và sẽ tạo ra các tâm quả vô sắc giới. Tâm sở tư trong tâm đạo siêu thế không được xem là hành. Tư chính là yếu tố nổi bật trong tâm siêu thế, và tư chỉ hỗ trợ giúp cho trí diệt trừ vô minh. Tư chỉ nổi bật trong các tâm hiệp thế với nhiệm vụ tạo nghiệp. Vô minh thì nổi bật trong các tâm bất thiện, nhưng ngủ ngầm trong các tâm thiện. Thiện và bất thiện đều bắt nguồn từ vô minh. Dạ hết à, có gì sai xin thầy sửa giùm con ạ. Dạ xin cảm ơn đạo tràng lắng nghe, cảm ơn thầy. Đúng không quý vị ơi, đúng không quý vị ơi. Đúng
không? Đúng không? Cho tràng pháo tay đi, đúng không? Cho tràng pháo tay đi. Xa thứ, xa thứ. Giỏi quá, muốn gì nữa. Rồi, xa thứ ha. Rồi, câu số 4. Câu số 4. Người sau khi tử thì vô minh cũng chấm dứt, phải chăng? Người sau khi tử thì vô minh cũng chấm dứt, phải chăng? Người sau khi tử thì vô minh cũng chấm dứt, phải chăng? Rồi. Học trò giờ ai cũng giỏi rồi ha, rất là xa thứ ha, nên trả lời ngon lành cũng dễ, mới không uổng công. Uổng công tôi xin dạy gì soạn bài. Rồi mời cô Dược Bình lên kêu nữa cho nó trúng số nữa, cho mấy vị trúng mấy 10 điểm nữa. Mời cô Dược Bình. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Nhục Quỳnh, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhục Quỳnh kính chào thầy kinh, kính chào đạo tràng. Dạ, Nhục Quỳnh xin được đọc câu số 4. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Người sau khi tử thì vô minh cũng chấm dứt, phải không? Người sau khi tử thì vô minh cũng chấm dứt, phải không? Nhật Quỳnh mời Hà nha. Hà bổ túc hay quá. Bây giờ mời Hà là nhân vật chính coi. Hà ơi, Hà đưa bạn trai của Hà, nhà bạn trai xinh đẹp lên đi Hà ơi. Alo, dạ mời Hà nha. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ con mới trả lời cô. Cái này con phải mời lại cô á. Cái câu này thôi cô bổ túc trả lời trước đi. Nếu mà có gì mà sai thì con sẽ thời chỉnh sửa phụ câu. Dạ. Dạ, không có chuyện lạ gì đâu Hà ơi. Nhật Quỳnh mời hồi nãy thì Nhật Quỳnh Hà trả lời sau, bây giờ Hà trả lời trước đi. Alo, mời Hà bằng tay Hà nha. Hà giỏi về diệu pháp mà trốn đâu được. Dạ, Nhật Quỳnh hôm nay xin phép không trả lời đâu. Nhật Quỳnh chỉ mời hoặc là có thể ôn bài cũ thôi. Dạ, cái đầu Nhật Quỳnh bây giờ nó cà trưng thầy ơi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tha Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, câu này, người sau khi tử thì vô minh cũng chấm dứt, phải chăng? Dạ, cái câu này nó không đúng cho phàm nhân và các bậc thánh hữu học từ bậc sơ quả, nhị quả, tam quả thì vẫn còn vô minh, sau khi tử thì vô minh chưa chấm dứt. Nhưng với cái bậc thánh vô lậu là bậc tứ quả thì sau khi chứng đắc đạo quả thì đã diệt vô minh rồi, chứ không cần đợi gì phải chết mới diệt vô minh. Thì cái câu này nó cũng không đúng. Dạ, con trả lời như vậy không biết có đúng không? Dạ, con kính mời đạo tràng và thầy có thể chỉnh sửa bổ sung. Rồi, đúng không quý vị? Trả lời vậy có đúng chính xác không? Alo. Đúng ha, ok, xà thử vỗ tay, 10 điểm. Xà thử giỏi quá, ai cũng giỏi quá. Rồi, câu cuối cùng nha, câu cuối cùng sao mình vô bài học ha. Câu số 5, câu chót. Một người có niềm tin tam bảo, hằng xuyên làm việc thiện. Một người có niềm tin tam bảo, hằng xuyên làm việc thiện.
là người chắc chắn sẽ sanh về nhàn cảnh, phải chăng? Rồi, câu cuối này dễ ợt ha. Câu cuối này, bây giờ câu cuối này cho cô thư ký cô lên trả lời xong rồi cô cũng đi đâu có đi luôn ha. Phản quý vị, quý vị đồng ý không quý vị? Cô thư ký cô lên trả lời cho xong cái mình kết thúc luôn cho nó gọn ha. Rồi, xa thôi, ra tôi mời thư ký. Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ. Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa thầy, kêu một cái con tắt tiếng luôn thầy ơi. À, một lát nữa con mới đi thầy, con nói với cô Nhật Quỳnh trước thôi thầy ơi, con sợ một lát cô không có trước máy. À, con xin trả lời mà đúng sai có gì con xin ăn học dịch lộn trước à. Dạ câu số 5, một người có niềm tin tam bảo, hằng xuyên làm việc thiện là người chắc chắn sẽ sanh về nhàn cảnh phải chăng? Dạ thưa thầy, cái này cũng chưa có chắc nữa thầy. Tại vì khi mà cái lộ cận tử á, nếu như mà mình nhớ về những cái việc thiện mình làm đồ này kia để mà mình hoan hỷ thì lúc đó thì mới có thể tái sanh về cái cõi vui. Còn nếu như mà lúc mà cận tử mà cái những cái tâm bất thiện hoặc là những cái cảnh xấu mà nó xuất hiện thì lúc đó cũng đi xuống như thường thầy, chứ không có cái gì chắc chắn là cái điều đó sẽ, khi có niềm tin là hoặc là siêng làm việc thiện thì sẽ đi sanh về nhân cảnh hết. Cái đó tùy thuộc vào cái lúc cái lộ cận tử là nó quyết định cái vấn đề đó, thì con không biết đúng hay không. Dạ con có sai con nhờ thầy sửa, con xin phép được xuống mic ạ. À, cô thư ký trả lời vậy đúng không quý vị? Đúng không quý vị ơi? Alo. Rồi, giờ vậy là cái gì mà chắc chắn được sanh về nhà cảnh sau khi chết? Cái gì? Người có niềm tin chắc chắn nơi tam bảo. Rồi mời cô Hồng Dung lên, người có niềm tin chắc chắn phải giải thích sao cho người ta nhé. Dạ, cho phép Nhật Quỳnh trả lời câu này nhân thầy. Dạ, chỉ có vật tu đà hoàng thì chắc chắn, thì mới là chắc chắn sanh vô nhàn cảnh. Dạ, Nhật Quỳnh trả mít ạ. À, đúng, xa thứ này lên canh me hốt từ chót. Cô Nhật Quỳnh, cô Nhật Quỳnh thì khôn quá. Rồi xa thứ rồi, hôm nay ai cũng được nhiều điểm ha, được lãnh 10 điểm không ha, rất là xa thứ. Và bây giờ mời quý vị đọc là ai lên đọc cái bài từng rồi đọc ha. À, mời cô nào lên đọc bài từng rồi. À, xin mời. Dạ. Nam mô Bụt Tha giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào thầy, kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh hốt hụi chót để kiếm một chút xíu giống đó và kính thưa đạo tràng. Thật sự Nhật Quỳnh rất là mệt, nhưng mà muốn kiếm một chút xíu giống để sợ rồi không còn có dịp. Cảm ơn cho Nguyễn, cho Nhật Quỳnh có câu học tuần rồi. 3. Giới thủ thân phược Si Lắp Bát Tắc Bá Ra Ma Sơ Ca Giới Gành Thơ Si Lắp Bát, nghi thức cúng tế lễ bái giới cấm. Bá Ra Ma Sơ, dính mắt bị nhiễm, đành đường xu hướng theo.
ba ra bên ngoài đạo lộ. Si lắp bắt ta ra, si lắp ta ba ra ma sơ ca giá gành thơ, gìn giữ những nghi lễ giới cấm lầm lạc ngoài đạo lộ giải thoát. A. Những nghi thức cúng tế tà pháp sát linh thú bò voi sư tử vân vân, biểu tượng vô tri ngọc mani linh giá yoni bộ phận sinh dục nữ nam, lửa mặt trời mặt trăng đảnh lễ các phương hướng, hạ đẳng thần rồng kim sĩ điểu dạ so thần quỷ càng thác bà vân vân. B. Những mê tín dị đoan, tin vào các lễ nghi không hợp lẽ đạo, không đúng với tinh thần nhân quả chi pháp, tâm sợ tà kiến cộng bốn tâm tham hợp tà. 4. Ngã chấp thân phược, y đăng sắp cha phi ni quê sơ ca giác gành thơ, bám chặt vào quan điểm sai lầm ấy không buông bỏ đây là sự thật, cho rằng chỉ đây là sự thật ngoài ra sự hư ngụy. Tất cả vạn pháp do tự nhiên sanh, vô nhân vô duyên. Tất cả vạn pháp trên đời đều do Thượng Đế đấng tạo hóa sanh. Tri pháp tâm sở tà kiến phối hợp bốn tâm tham hợp tà. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ Nhật Quỳnh có sai, kính thầy và đạo tràng chỉ dạy. Và với lại lúc nãy Nhật Quỳnh thấy Châu Nguyễn, chắc lên là chúc Châu Nguyễn đi, Nhật Quỳnh bớt bài. Và Nhật Quỳnh xin thầy, nếu mà đến lúc Nhật Quỳnh bớt bài thì thầy đọc một lần rồi đọc lại một lần nữa thì Nhật Quỳnh mới biết kịp thưa thầy. Dạ Nhật Quỳnh kính tri ân đạo tràng. À, xa thứ. Cái cô Châu Nguyễn coi là cái chỗ tất cả vạn pháp trên đời đều do Thượng Đế tính tạo hóa sanh, vậy là có hóa sanh gì? Tính tạo hóa sanh và người ta chấp cho rằng là tất cả vạn pháp trên đời đều do Thượng Đế là tính tạo hóa sanh ra. Sửa lại cái đó rồi ghi thôi, ghi vô sách trật lất nữa. Rồi. À, đó là những cái về những cái thân phược. Đây là những cái vấn đề chúng ta đã qua ha. Rồi mình đi tới cái phần thứ số năm tứ thủ ba rô u ba đa na. Tứ thủ rồi lấy chữ u ba xuống. U ba là kháng khích, u ba là kháng khích. Rồi, A-đa-na là bám, là níu. A-đa-na, bám, níu. Rồi, ráp vô nguyên chữ, nó thành là U-ba-đa-na. Thủ, hay là bám, giữ, chặt. Thủ bám giữ chặt. Thì như vậy Upadana có nghĩa là thủ, là bám, là nắm giữ, là bám chặt. Thì có câu Pali vậy nha. Upadiyanti tí thì bằng nghĩa là Upanani, tức là pháp nào chấp cứng với cảnh,
gọi là thủ. Tức là cái pháp nào mà mình có sự chấp cứng với cảnh, mình bám víu cảnh, mình bám chặt cảnh, thì pháp đó gọi là thủ. Rồi, xuống dòng có 4, 2 chấm. Có 4. Một là dục thủ. Ca mũ ba, đó năng. Dục thủ. Hai là kiến thủ. Đích thứ ba, đa năng. Cái ca bú ba đa năng mà bỏ cho quyền cho được không, bỏ thêm cho quyền bị nhảy mất cái dấu rồi. Ca bú ba đa năng, kiến thủ, đích thứ ba đa năng. Số ba là giới cấm thủ, si lắp thứ ba đa năng. Số bốn là ngã chấp thủ, ách tá hoa thứ ba đa năng. Thì như vậy, về tứ thủ này chúng ta có bốn loại như vậy: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luân thủ, bốn cái thủ ha. Rồi, được chưa? Ghi đi, kịp chưa? Rồi, xuống dòng ha. Bây giờ bắt đầu mình ghi số 1. Ghi chữ bự ha. Dục thủ. Ca mũ ba đa năng. Dục thủ. Dục thủ. Ca mũ ba đa năng. Là sự bám giữ. Sự bám giữ. Bám chặt. Nắm chặt chấm 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 vào năm trần cảnh, vào năm trần cảnh. Rồi, tức là ý nghĩa của dục thủ là nói đến một cái trạng thái tâm, một cái trạng thái tâm lý, là một cái sự bám chặt vào một trong năm trần cảnh. Ví dụ như mình thấy cảnh sắc đẹp, mình luyến ái cảnh sắc quá, sao đó mình chấp thủ vào cảnh đó, dính mắt vào cảnh đó, bám chặt vào cảnh sắc đó. Coi như là giống như mình chẳng hạn như một người mà thích một cái gì đó ha, yêu thích một cái xe đẹp chẳng hạn, người đó có được cái xe đó, bắt đầu họ ái, họ thủ, bám chặt vô đó. Ai mà đụng vô cái xe họ cái là chết cho họ liền ha. Thì như vậy là họ bị dính mắc, bị bám chặt vào trong cái trần cảnh đó, nó thuộc về cảnh sắc hoặc là cảnh thinh. Ví dụ nghe một âm thanh nào đó, như nghe bài nhạc hay là nghe một lời nói hay, nó đẹp gì đó của một ai đó, thì mình luyến ái cái âm thanh đó, rồi mình bị chấp thủ vào đó, chấp chặt vào đó, cho này là cái này là cái của mình, cái này là cái mà mình yêu thích, bị dính mắc, mình chấp thủ vào đó. Thì như vậy sự bám giữ, sự bám chặt, sự bám chắc vào một trong năm trần cảnh, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, bám vô đó. Khi bám có cái sự ái mà ái nặng thì gọi là dục thủ. Thì đó là cái ý nghĩa của cái ca bú ba đà năng, dục thủ. Câu ba ly. Thấy không quý vị? Thấy nó hiện lên không? Alo. Thấy hả? Ok, xả đúng hả? Có mấy bữa post lên sao nó không lên, giờ này, máy này nó cũng mắc. Yokame suka matchando.
Kamarago, Kamanandi, Kamatanha, Kamasineho, Kamabarilaho, Kamabuddha, Kamacho Sanang, Idang Vuccatika Mubbadanang. Pháp nào đối với các dục là sự mong muốn dục, tham luyến dục, luyến thương dục, nôn nóng dục, hôn mê dục, quyến luyến dục, đây gọi là dục thủ. Tức là một cái sự trình bày diễn đạt qua những từ ngữ để cho chúng ta thấy là cái sự mà mong muốn, sự tham đắm, sự luyến thương, nôn nóng về dục, hôn mê trong dục luôn. Giống như người bị say đắm mê hoặc trong dục, là giống như bị lụy trong những cảnh sắc, cảnh thinh khí vị xúc, quyến luyến bởi dục vọng ha, thì được gọi là dục thủ. Đó là cái câu Bali cho chúng ta biết là như vậy không? Chết kịp không có gì ơi? Hello. Rồi, chi pháp hai chấm. Không kịp ha. Dạ mà. Copy dục quá, copy không thấy quá. Pháp thì theo quý vị là chi pháp dục thủ này thì nó là cái gì, là chi pháp là gì? Tám tâm tham là gì nữa? Rồi, giờ xuống ghi nha, ghi nha. Chi pháp là tâm sở tham cộng tám tâm tham, đó là phối hợp với tám tâm tham. Tâm sở tham cộng tám tâm tham ở ngoài phàm nhân. Phàm nhân. À, tức là dục thủ này nó là tâm sở tham, nó phối hợp với là trong tám tâm tham mà có mặt nơi phàm nhân là đầy đủ không? Tám tâm tham đầy đủ và chi pháp của dục thủ. Nhưng mà đối với bậc Tu Đà Hoàn, bậc Thánh Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm thì sao quý vị? Có gì như thế nào đây? Bốn tham ly tà, xa thủ như vậy là mình sẽ ghi ra là tâm sở tham cộng bốn tham ly tà. Mở ngoặc, bật Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, đóng ngoặc lại. Tức là bật Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm thì đã diệt trừ được tà kiến, tức là diệt trừ được thân kiến và là giới cấm thủ, tức là tà kiến. Thì như vậy không còn có hợp tà nữa, chỉ còn có tham ly tà. Cho nên thì tâm sở là phối hợp với bốn tham ly tà, tâm sở tham phối hợp với bốn tham ly tà, bậc Tư Đà Quần, Tư Đà Hàm. Rồi bây giờ lên bậc tam quả thì sao, A Na Hàm thì sao? Tâm tham phối hợp như thế nào đây? A Na Hàm A-na-hàm diệt trừ đi cái gì? Bậc A-na-hàm diệt trừ được cái gì? Trật rồi, có nhân trật rồi. Bậc A-na-hàm diệt trừ gì?
diệt tham dục và sân. Rồi thì như vậy bậc A La Hàm có dục thủ không? Không. Rồi ok, xà thủ. Thì như vậy mình sẽ ghi là A La Hàm hai chấm không có dục thủ nha. Bậc A La Hàm đó lên thì không còn, bởi những vị này đã diệt được cái dục thủ đối với năm trần cảnh ha, là không còn có dục thủ. A La Hàm không có dục thủ. Rồi bậc A La Hán thì chắc chắn ha, bậc A La Hán thì chắc chắn thì không có luôn. Bậc A La Hán thì không có. Thì như vậy đối với dục thủ chi pháp, chúng ta có là tâm sở tham phối hợp với tám tâm tham của bậc phàm nhân, tức là những người phàm nhân thì đầy đủ, mình giàu có, mình phàm nhân mình giàu lắm, đủ thôi. Tham nào có tham nhà lầu, tham xe hơi, tham tiền, tham bạc, tham đủ thứ tham, mình tham đầy đủ, mình giàu quá, mình có chi pháp là đầy đủ tám tâm tham luôn. Bậc Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, người ta bỏ bớt, người ta từ bỏ bớt thì còn có bốn tâm tham ly tà thôi. Bậc A La Hàm thì ta dẹp luôn ba cái dục này nữa, không còn dục nữa. Bậc A La Hán thì sạch sẽ, bậc A La Hán thì coi như là trắng tay, không còn gì luôn. Mà dục thủ, cho chúng ta thấy là cái sự độc đáo của khi mà mình lôi chi pháp ra, mình thấy được cái vấn đề nó sáng tỏ ra ha. Chứ mình nói hơi khơi thôi, mình không có nắm được cái vấn đề. Nhưng mà khi mình lôi ra từng loại người, từng giới thì chúng ta sẽ thấy có cái sự đặc biệt trong đó. Mình sẽ hiểu được nó sâu sắc hơn ha. Rồi gom lại cái đi câu thư ký, gom lại bộ chi pháp lại cho nó rõ ràng cho bà con nó nắm. Rồi đúng rồi ha, xà thử xà thử. Như vậy chi pháp mình có đầy đủ ha, rõ ràng chi tiết, không có bị sót gì ha. Rồi tới số 2 là kiến thủ. Đích thứ ba đa năng kiến thủ. Nắm chặt những điều lầm lạc, nắm chặt những điều lầm lạc sai quấy, nắm chặt những điều lầm lạc sai quấy thì được gọi là kiến thủ. Tức là khi mà một người mà nắm chặt vào những cái điều lầm lạc, những cái điều không hư ngụy, những điều không thật, hoặc là những điều sầm bậy ha, mà họ cho nó là đúng, cho nó là tốt và đẹp, thì họ chấp chặt vào những cái đó thì được gọi là kiến thủ. Thì có hai câu Bali này ha, tách nó ra giùm cái bị dính chùm mà. Tới chỗ nghiệp xấu, nghiệp tốt xấu rồi tách xuống cái. Nát thí đình năng, nát thí dích thằng, nát thí hút tăng, nát thí su ca tát đúc ca tà năng, cầm ma năng, phá lăng quý bà cô. Cho là không có sự bố thí, không có sự cúng dường, không có tế lễ, không có quả dị thục của nghiệp tốt xấu. Tức là họ cho rằng là không có bố thí thiết, không có cúng dường gì hết, không có làm những cái này, không có lợi ích gì, không có tế lễ, không có quả, kết quả của đó, nó không có cho kết quả dị thục của nó. Họ cho là
chết là hết, là không có cái kết quả mà do sự bố thí cúng dường hay tế lễ gì, nó không có quả gì thật của nó, không có sự làm tốt cũng không có quả, làm xấu cũng không có quả của nó. Đó là họ nắm chặt vào những cái điều lầm lạc sai quấy như vậy, cái tâm họ bị chấp thủ vào những cái tri kiến như vậy thì được gọi là kiến thủ. Rồi câu thứ hai là nát thi á văn lô cô, nát thi bá rô lô cô, nát thi ma ta, nát thi bi ta, nát thi sắc ta, ô bá bà thi ca. Không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có chúng sinh, hóa sinh, là họ bác bỏ hết những cái vấn đề đó. Không có đời này, đời sau, không có mẹ, cha, cũng vậy chứ. Người tự nhiên sanh lên, hiện lên thì có, và họ phát sanh những cái tư tưởng mà mình thấy rằng xuất hiện trên đời này có những cái tư tưởng cũng lạ, và nhiều cái có ý nghĩ quá dị, và vẫn có trên đời này. Đó là câu số 2 cho mình thấy. Rồi câu số 3, em câu nữa ha. Nát thi lô kê samana pra manang sammat gata samak gata samma pati banya ye iman cha lô căng baran cha lô căng ta dần afinya sắc thi ca quả tòa bảo vệ đền tì tí. Là trong đời này không có các vị sa môn, bà la môn, chánh hướng chánh hạnh, là những vị tự đặt, những vị đã tự mình với thánh trí chứng đạt rồi tuyên bố đời này là sao. Tức là họ cho là không có sa môn mà la môn gì đó, không có ai mà có thể chánh hướng chánh hạnh như đó, tự mình thánh trí chứng đạt được đời này là sao. Họ cho là không có như đó. Họ sống là tự nhiên, thời gian tự nhiên cái nó sẽ tự thanh lọc hóa, nó trở thành một người trong sạch tự nhiên theo cái chu kỳ của thế gian như vậy. Nó đi theo như vậy thì đó, họ rơi vào những cái kiến thủ, họ chấp chặt chấp sai vào những cái tư tưởng lầm lạc, những tư tưởng sai lầm. Và như vậy thì chính vì những cái tư tưởng cho rằng không có gì, không có nhân, không có quả, không có những cái sự tu tập chân chánh, không có đời này đời sau, không có cha mẹ con cái, chính vì những tư tưởng này phát sanh ra hàng trăm hàng thứ tôn giáo, những thứ mà đưa ra những cái giáo thuyết giáo điều mà gây đến sự tổn hại, đó là chính vì do kiến thủ. Rồi xuống dòng chi pháp là cái này mình hiểu ha, là tâm sở tà kiến phối hợp với bốn tâm tham hợp tà. Tâm sở tà kiến phối hợp với bốn tâm tham hợp tà. Những người mà có những cái này là họ bị tâm họ nghĩ sai, nghĩ quấy. Hãy sai quấy là tà, là ếch. Kiến là thấy, là thấy sai, thấy quấy. Hãy mình có sự nhìn sai, nhìn quấy thì được gọi là tà kiến. Và tà kiến thì nó có mặt trong bốn tâm tham hợp tà. Rồi đó là chi pháp của nó ha. Đó là cái thứ hai là về kiến thủ, cho chúng ta thấy rằng những cái tri kiến lầm lạc sai lệch sẽ đưa chúng ta đi đến một cái sự suy nghĩ là ta vại, một cái suy nghĩ mà đem đến sự đau khổ lâu dài trong kiếp sống của chúng ta. Bởi vì nếu mà mình có tà kiến, có những suy nghĩ sai lầm sai lệch như vậy đó, thì khó mà chúng ta đi vào cái con đường chánh đạo lắm. Bởi vì con đường chánh đạo trước tiên là phải có chánh kiến trước. Đối với phàm nhân của mình thì phải có chánh kiến trước, phải có cái tư tưởng đúng đắn, hiểu đúng về nhân quả, hiểu đúng về các thiện pháp, thiện và bất thiện một cách rõ ràng chân chánh. Thì mình hiểu được như vậy thì mình mới đi vô pháp hành được đúng được. Còn nếu mình hiểu tầm bậy tầm bạ mình chết ha, là khó mà đi vô được bát chánh đạo lắm. Về quá ha, kém ghẹp hay là kém từ từ. Cô mấy tay copy lại được không, chụp copy mà quăng vô cái bài của mình bên trên computer, cô mấy tay biết làm hết chưa?
Hai bát khó lắm hả? À, hai bát khó lắm. Chép bài hả? Chà, chép bài mà giỏi nha. Cô chép bài cô nhớ lâu lắm, cô giỏi. Rồi cô chép tới đâu rồi? Anh chúc gì đó cho Nguyễn gì nhớ email qua cho tất cả mọi người để ta ghi lại cho nó rõ ràng ha. Sao đúng ha, đi chơi vui vẻ ha, tu học đi chơi ha, chơi vui vẻ nha. Rồi. Cười. Rồi đó là số 2. Rồi cô Nhật Quỳnh chuẩn bị chưa? Cô Nhật Quỳnh chuẩn bị ngồi bút rồi chưa? Rồi ha. Rồi là tiếp theo. Ủa nếu cô Nhật Quỳnh thế vậy rồi lát rồi ai copy lại, ai ghi về giữ bài lại hả? Cô Nhật Quỳnh gửi qua cho anh Châu hả? À, gửi bài qua cho Nguyễn rồi mới gom lại gửi luôn ha. Rồi, ok. Tốt. Rồi, mình đi qua số 2 rồi ha. Kiến thủ ha. Rồi giờ tới số 3 là giới cấm thủ. Si lấp bát tu ba đa năng. Si lấp, si lá là giới đó. Si lấp bát tu ba đa năng. Rồi, giới cấm thủ. Rồi, xuống dòng. Ok, rồi. Số 3 với cấm thủ. Rồi. Những hình thức cúng tế lầm lạc phải. Những hình thức cúng tế lầm lạc phải. Đem đến sự đau khổ cho chúng sanh khác. Đem đến sự đau khổ cho chúng sanh khác. Chấm chấm chấm. Tức là những cái hình thức nào mà mình làm những cái việc như cúng tế rồi thờ cho đem bò, trâu, chó, gà, vịt mình giết, mình cúng. Mình làm những việc cúng tế nó đem đến sự đau khổ cho chúng sanh khác và chúng ta bị rơi vào trong cái giới cấm thủ, tức là do cái sự mê tín, sự mà si mê của mình không biết mình cúng tế đem là mình mong cầu để được mình được những cái lợi lạc mà mình lại làm đau khổ cho chúng sanh khác, đó là cái giới cấm thủ, đó là rất là nguy hiểm ha, nó nhiều người bị cái này rất là nhiều, thế gian rất là nhiều cái này. Rồi xuống dòng. Tuân thủ những giới cấm không đem đến lợi ích giải thoát. Tuân thủ những giới cấm không đem đến lợi ích giải thoát. Tuân thủ những giới cấm không đem đến lợi ích giải thoát. Rồi, tức là những người mà nó chấp chặt, nó tuân thủ theo những cái giới luật mà họ đưa ra, họ đặt để ra, để phải là tín đồ, phải tin theo, phải làm theo những điều này điều kia. Nhưng mà những cái giới cấm đó, nó không đem đến một lợi ích giải thoát, là nó không đem đến một cái sự an lạc, và nó đem đến, lại đem ngược lại, nó làm cho chúng sanh nó phải bị đau khổ, giữ những cái điều mà gây đến sự tai hại cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh. Thì những cái giới cấm đó là những cái mà chúng ta thấy
nó chẳng lợi ích gì đó, nó chẳng đem đến một cái sự mà để mà làm cho giảm tham, giảm sân, giảm si, mà nó càng làm cho tăng trưởng lên những cái pháp đó. À, chúng ta thấy những cái người mà ta có những cái giới luật họ đặt ra, họ để trói buộc người đó vào trong một cái tôn giáo nào đó, họ làm cho người đó phải bị khổ sở này kia nọ. À, thì như vậy những cái giới cấm đó là không đem đến lợi giải thoát, tức là giải thoát là sự chấm dứt về cái sự đau khổ. À, nó không được đem đến như vậy. Thì như vậy giới cấm thủ là chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng, đó chính là những cái sự mà sai lệch, những cái giới cấm và những cái hình thức cúng tế, rồi những cái hình thức mà luật lệ đặt ra này để mà tạo cho những cái sự đau khổ cho chúng sanh khác hoặc là cho chính mình. Vì vậy đây là những cái điều mà chúng ta không nên làm, những cái điều chúng ta cần phải tránh né, những cái điều chúng ta cần phải có một cái sự thiết lập tri kiến mình cho nó đúng đắn rồi. Để rồi chúng ta sẽ rất là dễ bị rơi vào trong những trường hợp này ha. Nếu mà mình không có học, không hiểu được, chúng ta rất là dễ rớt vào trong trường hợp này. Ngay cả những cái sự mà cúng tế này kia đó, chúng ta làm với sự mà si mê, làm với sự mê tín thì chúng ta cũng bị rơi vào trong giới cấm thủ. Hoặc là chúng ta giữ những cái giới luật mà chúng ta chấp chặt ra về chỗ đó là điều mà sẽ làm cho mình sẽ được giàu sang phú quý này, làm cho mình sẽ được lợi ích, chấp vào những cái đó thì chúng ta sẽ bị giới rơi vào trong cái giới cấm thủ. Các bạn phải hết sức cẩn thận trong này ha. Và muốn thành trở thành một bậc thánh nhân, muốn đi vào cửa giải thoát thì chúng ta phải loại trừ mấy cái này. Bậc tu đà quần cơ đầu tiên là phải diệt trừ là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Thì như vậy giới cấm thủ này là phải diệt trừ, không thể để tồn tại trong tâm mình được. Nếu mình cứ giữ như vậy, mình để cho nó chấp chặt vào những cái lễ nghi, những cái giới cấm mà chẳng đem đến lợi gì đó, mình chấp chặt vào đó thì cái cửa mà để mà chúng ta thoát đó, thì giống như mình tự mình lấy cửa mà mình lấy chìa khóa mình khóa lại không, đóng cửa lại luôn. Rồi thì là vô phương luôn. Giống như là làm cỡ nào cỡ chúng ta cũng sẽ đi vòng 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 trong ta bà thế giới rồi, là không thể nào thoát ra được. Đó là những ý nghĩa mà chúng ta thấy rằng cái sự mà lầm lạc, sự u mê của mình, sự vô minh của chúng sanh luôn luôn đem đến sự đau khổ cho mình, đau khổ cho người khác. Cho nên đây là cái chi pháp rất là quan trọng ha. Rồi xuống dòng chi pháp 2 chấm tâm sở tà kiến cộng 4 tâm tham thập tà. Chi pháp tâm sở tà kiến cộng 4 tâm tham thập tà. Tức là đây là tâm sở tà kiến phối hợp với 4 tâm tham và tà luôn. Thì đó là 4 tâm tham về tà kiến. Mà dính dáng vô tà kiến rồi thì vô phương ha. Phải loại trừ cái vấn đề này trước. Muốn tu gì đó đâu, phải có một cái chánh kiến trước là hiểu biết cho đúng đắn trước. Thì chúng ta mới có cái cửa để mà thoát được ha. Còn không thì thôi, vô phương. Rồi số 4, giờ mình tới số 3 ha, là tới số 4. Ngã chấp thủ hát tà hòa đu bà đà năng, hát tà hòa đu bà đà năng. Rồi, cái này ngã thủ có nghĩa là nắm chặt, chấp giữ về chủ thuyết cái ta. Nắm chặt, chấp giữ về chủ thuyết cái ta. Tức là có những chủ thuyết cho là có một cái ta, một cái đại ngã, một cái tiểu ngã gì đó. Nắm chặt vào đó, cho đó là cái giống như là cái cốt lõi của cái tôn giáo đó. Chấp chặt về đó, có một cái ta trường cũ, có một cái linh hồn bất biến vân vân,
nắm chặt, chấp chặt được đó. À, như vậy thôi, dính vào trong ngã chấp thủ, nắm chặt là chấp chặt, chấp thủ. À, về cái gì? Về cái ta đó là ngã, là cho nên được gọi là nắm chặt về chủ thuyết, về cái ta đó là nắm chặt về ngã chấp thủ. À, đó là cái ý nghĩa về ngã chấp thủ. Tức là người nào, khi nào chúng ta còn có cái sự nắm chặt về cái ta, mình tự cho có cái ta, có cái tự ngã của ta, có đây là sắc là ta, sắc là của ta, vân, thì chúng ta còn bị dính vào trong ngã chấp thủ. Rồi xuống dòng, có hai chấm. Một, tha ngã, hai chấm. Một, tha ngã. Là cái ta của đấng sáng tạo chủ. Cái ta của đấng sáng tạo chủ. À, tức là có những chủ thuyết cho rằng có một đấng sáng tạo chủ, vì đó là có một cái ta thường thằng bất biến, một đấng sáng tạo chủ sáng tạo ra vũ trụ vạn vật muôn loài. À, thì đó là họ rơi vào trong cái gọi là tha ngã, tức là chấp thủ vào có một cái đấng nào đó. À, đó là tha ngã. Rồi xuống dòng số 2 là tự ngã. Tự ngã. Hai chấm. Rồi, xin chào. Tự ngã là ta. Tự ngã là ta. Sắc. Thọ. Tưởng hành thức là ta, sắc là ta, thọ là ta, tưởng là ta, hành ta, thức là ta, tức là mình cho rằng cái đó là ta hoặc là của ta chẳng hạn ha. Thì như vậy tự ngã là ta, sắc thọ tưởng hành thức là ta. Từ cái quan điểm đó, từ cái quan niệm mà mình cho là có một cái tự ngã trong người mình đó, tức là mình cho là tự ngã là ta, mình có một linh hồn là ta, hoặc là mình cho có sắc thân là ta, vân vân. Thì từ những cái quan điểm này đó, cái gì? Nó đưa đến cái của ta. À, chỉ thấy cái ta là phải có cái của ta. À, mà phải có cái của ta thì có tham ái vọng sanh khởi. Bởi vì nếu mình không có là của ta thì mình mắc mớ, thì mình dính mắc nó. Bởi vì mình cho là ta, đây là ta, đây là của ta. Ai đụng đến ta thì sẽ biết với ta. À, chính vì vậy mình có quan điểm sai lầm như vậy. Từ cái quan điểm cái ta đưa đến cái của ta, và trăm ngàn thứ nhiêu khê phát sanh. À, giống như cô Nhật Quỳnh cũng có được cái nhà đẹp, cũng có được xe đẹp, nó nói là xe này là của ta, nhà này là của ta, ai đụng tới thì biết tại ta. À, chính vì vậy mới khổ sở, cuộc đời mình khổ sở nhiêu khê. À, biết rằng thở vô không thở ra, thở ra không thở vô là cái ta, cái của ta nó biến mất, nhưng mà cái tâm mình nó vẫn là ta, là của ta. Không có gì, làm gì không có gì. À, chủ nghĩa vô sản nha, nhưng mà còn cái thân này nha, còn sắc thân này là ta, sắc thân này là của ta, thọ này là của ta, vân vân, còn không ai tránh khỏi. Chỉ có khi nào mình có được cái tri kiến đúng đắn, mình hết được cái vụ này thôi, chứ là khó lắm. À, cho nên giờ cô có nhà có xe đó, cô nói cô sang tên qua, tôi qua tôi đứng tên lại giùm cho. Nhà nào cô không thích không có, sang tên qua. Xe nào không thích thì sang tên qua. À, vậy tôi lấy tôi giữ tôi để làm việc phước lộc thiện cho. Rồi chưa? Rồi, chết xong chưa? Rồi xuống dòng, bốn cách ngã chấp thủ. Bốn cách ngã chấp thủ.
Con buồn tại chụp. Cô Nhật Quỳnh gặp bà gặp Hà chứ em, cô Nhật Quỳnh gặp được Hà chứ em, gặp ngoài chứ em. Chưa hả? À, chưa có duyên gặp hả? Hà giàu lắm cô Nhật Quỳnh ơi, Hà đại gia đó. Hà đại gia đó. Rồi. Rồi, xuống dòng bốn cách ngã chấp thủ hai chấm. Bốn cách ngã chấp thủ. Nó ghi bốn cách ngã chấp thủ hai chấm. Nghe không? Nghe không quý vị? Alo. Alo, 1, 2, 3. Nghe ha. Rồi, ghi 4 cách ngã chấp thủ 2 chấm. Sao cô Nhật Quỳnh cái hỏi điều lại hoài vậy? 4, nhưng mà bóc. 4, 4, số 4 á. 4. Rồi, tiếp dòng. Sắc là tự ngã. Sắc là tự ngã. Cô Nhật Quỳnh nè. Bốn phương cách ngã chấp thủ, chứ không phải số 4. Chứ phải là lần thứ tư. Ghi chữ 4 luôn đi. Ghi giữ chữ 4. B-O-B-O anh bôn sắc 4. B-O-B-O anh bôn sắc 4. 4 cánh hạ giáo thuận. Rồi, ok. Bây giờ 1. Sắc là tự ngã. Rồi đánh giáo thị cũng được. Sắc là tự ngã. Rồi xuống dòng. Tự ngã có sắc. Rồi, xuống dòng. Sắc ở trong tự ngã. Sắc ở trong tự ngã. Xuống dòng. Tự ngã ở trong sắc. Tự ngã ở trong sắc. Đó là bốn cách ha, xuống dòng ha, đánh cái bông đầu dòng bự. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Rồi, tức là ở đây có bốn cách về ngã chấp thủ. Là có những cái tri kiến người ta cho rằng là sắc là tự ngã, à, tức là cái thân xác này nó chính là tự ngã. Bây giờ họ nghĩ rằng giờ thân xác nó không có là chết, thì cho là sắc là tự ngã. À, hoặc là có người ta cho là tự ngã có sắc, tức là cái tự ngã này nó có cái sắc đó, là có cái thân cái xác đó, thì tự ngã có sắc. À, hoặc là sắc ở trong tự ngã, tức là ở trong cái sắc đó, nó có trong cái tự ngã đó, tự ngã là vô hình vô tướng, ha. Sắc ở trong đó, hoặc là tự ngã ở trong sắc, à, thì họ có những cái lý luận, những cái suy diễn, những cái tưởng tượng, những cái mà tà kiến thủ họ cho rằng những cái sự việc này nó là như vậy, do ngồi đó ở không quá, ngồi suy nghĩ tôm lum tà la, không có căn cứ trên một vấn đề gì ha, thì do nên chính vì như vậy họ phát sinh là bốn cái ngã chấp thủ. À, sắc là tự ngã có sắc, hay là sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc,
rồi thọ cũng vậy, rồi cảm thọ cũng vậy, cảm thọ là tự ngã là cảm thọ, tự trong thọ vân vân, thì thọ tưởng hành thức họ cũng bị dính mắc luôn bốn cái ngã chấp thủ này. Thì như vậy cái mà lý luận của những người mà không có nắm về chánh pháp thì họ rơi vào trong một trong những bốn cái này ha. Rồi như vậy là bốn cái ngã chấp thủ này ha, bốn thì mình nhân cho năm quẩn thì bằng 20. Dòng bốn cái ngã chấp thủ này nhân cho năm sắc thọ tưởng hành thức thì bằng 20 cách ha. 4 x 5 = 20. Nói chung ha, 4 x 5 = 20. Rồi xuống dòng sắc quẩn 2. Sắc quẩn có nhiều 28 ha, 28 sắc quẩn nhân cho 4 cách này thì nó có 112. Sắc quẩn 28 nhân cho 4 thì có 112. Rồi thọ quẩn là 108 nhân cho 4 bằng 432. Thọ quẩn 108 nhân cho 4 bằng 432. Rồi ai có thể lên trình bày giùm 108 thọ là gì ai nhớ không, quý vị giơ tay lên trình bày giùm 108 thọ cho bà con phải nghe coi. Alo, 108 thọ. Thọ có 3 khổ lạc xả, có 5 khổ lạc hỷ ưu xả, có 6 và nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Nhưng mà giờ đây tôi nói thọ tới 108 thì giờ mình phải tính sao đây. Ai lên, ai tình nguyện xưng phong? Cô Hồng Mai, cô Hồng Mai nãy giỏi quá, giờ mời cô Hồng Mai lên 108 thọ coi. Cô Hồng Mai rồi. Réo gọi cô Hồng Mai rồi, mất tiêu rồi. Rồi, mời cô Dung, xả thử sao rồi. Dạ, để con cứu bồ Hồng Mai thưa thầy. Dạ, thọ thì mình có 3, ở đây chỉ tính 3 là hỷ thọ, ưu thọ và xả thọ. Rồi 3 thọ thì nhân cho 6 cảnh thì bằng 18. 18 thọ nhân cho 2 người là người bình thường và người có tu là 36. Rồi là 36 nhân cho 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai thì bằng 108 thọ thôi thầy. Dạ đó là con nhớ như vậy. Dạ con kính tri ân thầy. Ơi xà thú, xà thú. Cô Mai rồi. Cô Mai. Cô Mai trốn mất tiêu. Rồi bây giờ cô Nhật Quỳnh ghi ra 108 thọ là lấy 3 thọ nhân 6 cảnh bằng 18. Tức là 3 thọ nhân cho 6 sắc tinh khí vị xúc pháp nhân cho 6 cảnh ha. Mỗi thọ tương ứng với một cảnh nào đó thì nó sẽ cho là có 18. 18 thọ, 3 nhân 6 là 18. Rồi bây giờ 18 này á, mình nhân cho 2, tức là người ta cho người tu không tu đó, nhưng mà giờ mình nhân cho 2 là nội phần ngoại phần, dễ hiểu không? 18 nhân cho 2 nội ngoại. Và nội và ngoại á bằng 36. Rồi. Bây giờ 36 mình nhân cho 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai, nhân cho 3 thời thì chúng ta có 108.
ráp vô cái câu nãy đó các bạn. Rồi đúng rồi ha. Rồi bây giờ đó là phải nói về thọ, phân rõ thọ ra ha, cần biết ha. Rồi xuống dòng tưởng, tưởng quẩn, hai chấm, tưởng quẩn, hai chấm, cũng 108 nhân cho 4 bằng 432. Cũng giống như thọ ha, thọ có nhiều, tưởng có nhiều ha. 108 nhân 4 bằng 432. Rồi, thì tưởng quẩn cũng vậy ha, cũng giống như cái thọ ha. Rồi hành quẩn. Năm mươi tâm sở trừ thọ tưởng ra ha, tức là 50 tâm sở trừ thọ tưởng ra, nhân cho 4, nhân cho 4 cái ngã chấp thủ á, bằng 200. Tưởng thì 108 nhân cho 4 cũng giống như thọ thôi, nói như thọ. 108 nhân 4 bằng 432. Thì nó nhớ lại những cái cảm thọ nó vậy ha, thì thành ra tưởng. Hành quẩn 50 tâm sở nhân cho 4 bằng 200, đúng rồi, nhân cho 4, 4 cái ngã chấp thủ đó. 50 tâm sở mình ghi là biết ha, biết không, hay mở mỗi ngoặc ghi 50 tâm sở trừ thọ tưởng. 50 tâm sở trừ thọ tưởng. Ba câu. Thì tưởng là nhớ lại, ví dụ như mình có những cái cảm thọ đó thì tâm sở tưởng nó đồng sanh trong thọ. Thì nó nhớ lại thọ khổ, thọ lạc, thọ xả gì đó, thì nó cũng là ba. Nhân cho sáu cảnh thì cũng vậy thôi, y hệt vậy đó. Mà cái phận sự nó khác thôi, một cái là cảm thọ, một cái là tưởng, tưởng nhớ lại, ghi nhớ lại. Bốn gì? Bốn gì? Mới nói bốn gì là bốn ngã chấp thủ với bốn gì, trời ơi khổ quá. Đang nói về bốn cách ngã chấp thủ. Hành là 50 tâm sở, nhân cho 4 là 4 cái đó thì bằng 200. Gì vậy? Nhân cho 4 thôi, ngã chấp thủ. Ngã chấp thủ là gì? Bỏ nó ra. Nhân cho 4 là mình đang học về 4 cách ngã chấp thủ. 4 cách ngã chấp thủ. Hồi nãy đó, sắc là tự ngã. Tự ngã có trong sắc rồi đó. Bỏ cái 3 cái chữ ra để vô lộn xào. Rồi, đúng rồi đó. Như vậy là nó hiểu. Rồi, thức quẩn. Tức quẩn 2.64 tâm nhân cho 4 bằng 256. 64 tâm nhân cho 4, thức là tâm ha, và 64 tâm nhân cho 4 bằng 256. Rồi xuống dòng, đánh xuống dòng ghi gạch cho cái bông này dòng ha. 81 tâm hiệp thế trừ 17 tâm di tác hữu nhân bằng 64, đúng không? 81 tâm hiệp thế trừ 17 tâm di tác nhân. Trừ 17
tâm duy tác hữu nhân. Còn trừ ra tức là 81, mình trừ cho 17, còn lại 64, tức là thức là 64, nhân cho 264, nhân cho 4, thì có 256. Rồi. Bây giờ cô gom lại cái cho nó vô một bảng luôn cho nó gọn cái. Gom lại. Để nhảy tụi luôn cái này. Chưa? Được chưa? Rồi, ok. Rồi, quý vị tự phân xuống nha. Mình viết, mình nhảy hàng xuống cho nó rõ ràng ha. Dễ học, dễ coi ha. Rồi bây giờ trong cái tứ thủ này đó, thì bậc dự lưu, tức là bậc thánh đầu tiên thôi, tính lấy bậc thánh đầu tiên trừ được bao nhiêu quý vị? Trừ được bao nhiêu thủ? Alo. Mời ai nè. Bậc thánh đầu tiên trừ được. Đâu mời cô Hà ra, cô Hà lên nói cái cho bà con hết hồn ra cái cho nha. Mời cô Hà lên. Ủa, sao em ru rồi trời? Alo? Em ru rồi, mời người khác rồi. Ai tình nguyện giơ tay đi. Diệu Thiện. Đâu mất rồi, Thiện Vũ chứ, Thiện Vũ. Thiện Vũ lên đó rồi, rồi mời Thiện Vũ. Bật tôi là quên, trừ được bao nhiêu thủ này. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào thầy Kinh, kính chào quý đạo hữu. Thưa thầy, con học từ nãy đến giờ thì con thấy là bậc thánh đầu tiên sơ quả tu đầy sẽ diệt trong cái bốn cái tứ thủ này thì sẽ diệt được ba thủ, đó là kiến thủ,
giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Dạ, con có sai, con xin thầy dạy cho con ạ. Còn nguyên cái dục thủ ạ. Xa đúng, xa đúng, giỏi quá rồi bà. Quá giỏi luôn, 10 điểm quý vị cho bông hoa tặng cho cô gì đó, bên này Thiện Vũ hả? Rồi, xa thử. Rồi, ghi vô, bật dự lưu. Tức là bật thánh đầu tiên ha. Đánh cái bông đầu dòng ha. Bật dự lưu trừ được 3 thủ. Bật dự lưu trừ được 3 thủ. Là kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Là diệt trừ được tà kiến ha. Tức là kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Tức là ba này gồm là gọi là tà kiến thủ. Kiến thủ, giới cấm thủ, ngã lượng thủ. Nhưng mà dục thủ còn nguyên ha. Ủa, có dục bệnh đó rồi. Rồi, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Là trong tứ thủ thì bậc tu đà hoàn trừ được 3 thủ. Kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Rồi, xa thủ thì hôm nay chúng ta đã học xong tứ thủ và mình nắm được những cái chi pháp một cách rõ ràng ha. À, tất cả được phơi bày như vậy. Yeah. À, chấp thủ ha. Ngã luận thủ vậy thôi. Rồi, xa thủ ha, do phước quý báo mà chúng ta đã học vì pháp nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được tâm pháp, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư. Xin trả mic lại cho thứ hai cô Hồ Nhị Quỳnh. Dạ, xa thủ lành thai. Nhật Bình xin thay mặt đại chúng tùng lâm thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay để cho đạo tràng học hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa Nhật Bình xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Cho Nhật Bình xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con không biết đại đức pháp tràng có trước máy không sư? Sư có trước máy, sư cho con một tín hiệu để sau khi già con chị âm sư. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình sám hối sau khi thuyết pháp. Uttamang Nawande Hang Ba Da Phạm Sung Baruttamang Bút Thể Do Kali Tổ Đô Sơ Bột Thô Kamatu Tăng Ma Măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi anh cho con. Uang ghê na quanh đê hăng thầm anh cha đưa vi thăng và răng thầm mê vô khả li tổ đô sâu thầm mô thầm ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô y phạm nên pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sang khan cha du vi tho tamang sang khe yo kha li to do sao sang kho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là tham tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô y phạm nên tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp trang từ bi chúc phúc cho đạo tràng và con kính chân mít đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Ca Giá.
Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Xin kính chào đại đức, đại đức. Xin thân chào toàn thể quý tu nữ và chư Phật tử. Giờ đây con xin được phép đại diện chư tôn đức tăng để phúc đức đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Phật Thầy. Phavatusa pamangalanga kantusa padewata sa papuatanu fave nasada soti phavantute phavatusa pamangalanga ra can tu sa ba đề vát ta sa pa tham ma nu pha ve na sa da so ti pha văn tu te pha vát tu sa pa mang ca lang ra can tu sa ba đề vát ta sa pa sang ca nu pha ve na sa da so ti pha văn tu te tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người gia do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thăng hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thảy, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa tu sa tu lành thai và đề qua ta sanh ti vi ha ra qua xin nị thù bề kha rê bơ thi kha rê tài hình ta hình ta tham mà đa nê na tha quan tha quan từ vô chí ta sở thình ca rơn tê tha vi ha ra man đa lê thề ra cha ma cha na qua ca cha phích kha vô sa ra mi ca đa na ba ti u ba sa ca Gama cha de sa ni gama cha esara sa ba na phu ta su khi ta pa quan tu te cha la bu cha ye bu cha an da sam pa wa san se da cha ta a tha vo va pa ti ca